Hoa quả chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa tốt giúp giảm nồng độ cholesterol và chất béo trong máu, ngăn ngừa hình thành mảng bám trong lòng động mạch. Tăng cường hoa quả trong chế độ ăn giúp hạn chế cholesterol trong máu. Sau đây, Sống Khỏe Quanh Ta xin giới thiệu đến các bạn top 7 loại hoa quả chứa nhiều chất xơ tốt cho cơ thể. 1. Lê và táo, giàu chất xơ hòa tan, tốt cho người bệnh máu nhiễm mỡ. Lê và táo là hai loại trái cây quen thuộc, dễ ăn. Cả hai loại trái cây tự nhiên này đều không chứa chất béo, cholesterol, natri và ít calo. Chúng đều là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp bảo vệ tim bằng cách giảm huyết áp và giảm mức LDL hoặc cholesterol xấu. Khi vào trong ruột non, chất xơ sẽ gắn vào các hạt cholesterol, ngăn không cho chúng xâm nhập vào máu và di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể. Trong lê và táo có chứa pectin, là một loại chất xơ không hòa tan, giúp cải thiện, ngăn ngừa hoặc điều trị các rối loạn tiêu hóa và trao đổi chất. Khi vào cơ thể, trộn với nước trong ruột, pectin tạo thành một chất giống như gel, có thể giúp đi tiêu dễ dàng hơn. Lê cũng là một trong những loại trái cây có nguồn lignin cao nhất. Đây là một loại chất xơ không hòa tan, giúp vận chuyển cholesterol ra khỏi cơ thể. 2. Trái bơ. Bơ là một nguồn dinh dưỡng dồi dào, cũng như các axit béo không bão hòa đơn. Trong khi đó, cả chất béo không bão hòa đa và không bão hòa đơn đều có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu. Điều này khiến bơ trở thành thực phẩm tốt cho tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, tiêu thụ một quả bơ mỗi ngày có thể làm giảm mức cholesterol xấu trong cơ thể. Nghiên cứu cho thấy rằng thêm một quả bơ mỗi ngày vào chế độ ăn uống lành mạnh cho tim có thể giúp cải thiện mức cholesterol LDL ở những người thừa cân hoặc béo phì. 3. Cam quýt. Trái cây họ cam quýt cũng là một nguồn cung cấp chất xơ dồi dào. Chất xơ có một số lợi ích sức khỏe, bao gồm cải thiện sức khỏe tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân. Trong đó, cam đặc biệt giàu chất xơ hòa tan, loại chất xơ giúp giảm mức cholesterol. Trên thực tế, so với các loại trái cây và rau quả khác, trái cây họ cam quýt đặc biệt ở chỗ chúng có tỷ lệ chất xơ hòa tan và không hòa tan cao hơn. Nếu vẫn đang băn khoăn máu nhiễm mỡ nên ăn hoa quả gì, thì chắc chắn không thể bỏ qua các loại trái cây có múi như chanh, cam, bưởi, quýt. Các loại trái cây này, vì chúng chứa hàm lượng hesperidin cao, giúp giảm huyết áp rất hiệu quả. Ngoài ra, chất xơ pectin có trong chúng sẽ kết hợp với limonoid, ngăn ngừa mảng xơ vỡ động mạch, làm giảm cholesterol xấu và hạ mỡ máu. 4. Các loại quả mọng. Các loại quả mọng cũng có tác dụng mạnh mẽ không kém trong các loại trái cây có chất xơ, giúp giảm cholesterol. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, quả mâm xôi có chứa các hợp chất hoạt tính sinh học giúp ngăn ngừa bệnh tim và các bệnh mãn tính khác do tác dụng chống oxy hóa và chống viêm của chúng. 5. Chuối. Chuối không chỉ cung cấp nhiều năng lượng mà còn chứa lượng lớn các vi chất như magie, kali, đường tự nhiên tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, các vi chất này còn giúp giảm nguy cơ đột quỵ, đông mạch máu não ở bệnh nhân máu nhiễm mỡ. 6. Cà chua. Mọi người quen sử dụng cà chua trong nấu nướng nhằm tạo màu sắc bắt mắt cùng vị chua thanh dễ ăn. Thế nhưng, ít ai biết rằng cà chua cũng là một thực phẩm tốt, giúp giảm cholesterol trong máu, hạn chế biến chứng tim mạch và huyết áp. Ngoài ra, các vitamin A, B, C, K chứa trong cà chua cũng rất tốt cho da và mắt. 7. Đu đủ. Đu đủ là trái cây tốt giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng và là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời, giúp bệnh nhân máu nhiễm mỡ có thể ổn định huyết áp cũng như mỡ máu. Trên đây là 7 loại trái cây giàu chất xơ mà bạn không thể bỏ qua và nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất về sức khỏe của Sống Khỏe Quanh Ta. Xin chào và hẹn gặp lại!